liên quan đến vụ việc nữ giáo viên bị sát hại tại khu vực xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, Lào Cai chiều 23 tháng 9. Thông tin với phóng viên, ông Đinh Trường Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Hải cho biết, hiện cơ quan công an đã bắt được nghi phạm gây án. Ông Minh cho biết thêm, nam nghi phạm không phải là người trên địa bàn xã Sơn Hải, còn nạn nhân trong vụ án là bà Nguyễn Thị Lệ Thờ, 1978, trú xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, hiện đang là giáo viên của trường trung học cơ sở Sơn Hải, đã có nhiều năm công tác tại đây. Hiện tại, người này đang công tác tại phòng hành chính. Trước đó, vào trưa cùng ngày, bà Thờ bị người đàn ông sát hại tại khu vực tái định cư Nam Hải thuộc xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng. Ít phút sau khi xảy ra vụ việc, công an xã Sơn Hải đã có mặt để tiến hành bảo vệ hiện trường, thông báo cơ quan cấp trên khẩn trương điều tra, truy bắt nghi phạm gây án. Ngay sau đó, công an huyện Bảo Thắng cùng công an tỉnh Lào Cai đã bắt được đối tượng gây án. Hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm